Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Ta da. Ủa vậy luôn hả? À? Thiệt không? Phải không? Chứ sao phải giới thiệu. Phải không? Phải không? Phải là đẹp lắm không? Ok bạn ơi, thì chắc là lâu lắm rồi mấy bạn mới nghe cái câu chào đó của tôi đúng không? Tại vì cũng lâu lâu lắm luôn rồi tôi mới quay trở lại Minecraft đó. Mấy bạn thấy tôi hay quay Minecraft chung với mọi người ở trên video của mọi người thôi, chứ chắc là lâu lắm rồi mấy bạn mới thấy tôi quay trở lại Minecraft trên video của tôi đúng không? Đấy. Và ngày hôm nay để quay trở lại Minecraft thì thật ra tôi cũng chưa biết quay gì cho bạn xem hết, cho nên là giờ sao ta? Hay là kết thúc video tại đây ta? Kết thúc đi. Tạm biệt mọi người ở clip sau hẹn. Rồi bye bye nha. Đùa thôi bạn ơi, thì ngày hôm nay nè, mấy bạn có thấy cái gì sau lưng tôi không? Đây xin giới thiệu bạn, đây là một cái máy, và ở trong cái máy này của tôi đang có rất là nhiều màu sắc, có màu vàng nè, xanh lá cây, màu đỏ, màu hồng, xanh dương đủ kiểu này đó, màu tím cái kiểu. Đây là một cái máy để bọn tôi chọn màu, và ngày hôm nay tôi với Sammy sẽ làm video thử thách chơi game một màu. Trời ơi, tôi thích cái cà lắm luôn á, nhiều bạn thích chơi một màu lắm luôn á. Vậy hả? Ok, vậy thì ngày hôm nay tôi với Sammy sẽ xem coi bọn tôi sẽ phải chơi game với màu gì đây nha bạn nha. Ok, let's go, bắt đầu thôi. Rồi, ok, bây giờ thì tôi sẽ nhường cho Sammy chọn màu trước nè. Thì ngày hôm nay tôi với Sam sẽ chọn ra 3 màu để bọn tôi chơi game. Chỉ có 3 màu đó thôi nha. Ok, Sammy chọn rồi, trước đi. Để xem coi màu đầu tiên tôi chọn sẽ là màu gì đây. Màu gì đây? Ồ, màu tím. Trời ơi, màu tôi thích nha. Màu tôi thích, màu này đẹp nè. Ok, rồi, tiếp tiếp, tới lượt tôi. Hey, màu đỏ. Yeah, cái này xịn sò nè. Rồi tiếp, mời Sam rồi, màu cuối cùng. Màu cuối cùng, để tôi xem coi. Màu hồng. Ủa, sao mà cái màu của bọn mình hôm nay nhìn nó giống nhau vậy Sam? Đỏ, tím, hồng, nhìn cái màu nó y chang nhau luôn á. Ok, thôi không sao. Nói chung là ngày hôm nay bọn mình sẽ chơi game 3 tựa game với 3 cái màu này thôi nha các bạn nha. Thì cái game đầu tiên nhất định phải là game Minecraft rồi đúng không? Đó, để tôi xem coi. Hay là bây giờ Minecraft mình chọn màu đỏ đi ha Sam ha. Màu đỏ cho hên thì nè, tôi bắn tim màu đỏ này thấy không? Rồi ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn màu đỏ, và bây giờ tôi sẽ biến hình thành màu đỏ nhé bạn nha. 3 2 1 biến hình. Boom chiu. Ten ten ten. Biến thành màu đỏ rồi mấy bạn ơi. Ở nhưng mà khoan từ. Khoan từ Sam ơi. Sam. Sao mà bà biến thành màu đỏ xong rồi nhìn cái mặt của bà có vẻ giận dữ mình thành màu đỏ luôn vậy? Trời ơi, trời ơi, tôi cay quá vậy, cay luôn. Hiểu sao tôi ghét cái màu đỏ lắm luôn á Phong. Vậy là Sammy ghét Kairon đúng không? Ghét màu đỏ là ghét Kairon rồi. Trời ơi, tôi ghét lắm, màu ai màu đỏ tôi ghét cái sợ, tại màu đỏ tôi nhức mắt thấy không? Trời ơi, tức giận quá, Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với Minecraft. Thì tôi nghĩ là game đơn giản nhất để chơi một màu thì đó chính là xây nhà mấy bạn ơi. Và tôi với Sammy sẽ cùng nhau xây coi ai xây được cái nhà màu đỏ đẹp hơn ở trong Minecraft nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi đến chỗ xây thôi nào. Let's go. Đi thôi. Right. Ok bạn ơi, thì bây giờ thì mình đã cùng với Sammy hai đứa mình đã vào trong một cái con map xây nhà rồi đây. Và ở đây chính là cái hình vuông để chúng ta xây nhà ở bên trong nè. Đấy, bây giờ tôi đã có được một cái ý tưởng xây nhà màu đỏ trong đầu tôi nha. Còn Sammy sao nè? Phê từ, tại sao bà lại mặc đồ màu đen? Phải mặc đồ màu đỏ chứ, cái này là sai luật nè. Thấy không? Trời ơi, cho ông phải không? Chưa relax skin của tôi. Ủa gì hả? Đâu đâu, để kiểm tra coi. Có không, có không? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái khuôn mặt khác nè. Ok rồi, xin lỗi. Xin lỗi. Tôi là đáng yêu, chứ không có đáng ghét, hiểu không? À rồi, ok, ok. Bây giờ nhá, tôi với Sammy sẽ cùng nhau xây nhà màu đỏ để coi coi nhà ai đẹp hơn cho mấy bạn fan chấm điểm, ok chưa? Trời ơi, tôi biết là tôi thắng rồi, thì tôi có ý tưởng độc lạ nhất không ai nghĩ ra được luôn. Ý tưởng của Sam làm sao mà đỉnh cao bằng ý tưởng của tôi được? Tôi sẽ cho các bạn trầm trồ với cái ý tưởng của tôi nha bạn nha. Ý tưởng của tôi á là sẽ xây một cái ngôi nhà có hình của một cái món ăn mà chắc chắn sẽ rất là nhiều bạn thích ăn luôn. Đây, trước tiên á thì tôi sẽ xây cái dĩa ra nha các bạn nha. Đồ ăn là phải để trên dĩa đó, cho nên tôi sẽ xây cái dĩa ra. Ok. Rồi, ok, xong cái dĩa nè bạn ơi, cái dĩa hình tròn của tôi nè. Ủa Sam đang xây gì vậy ta? À, thì ra là Sammy xây nhà hình trái tim có màu đỏ chứ gì. Trời ơi. Sao thấy chưa, không ai nghĩ như tôi luôn, độc đáo luôn á. Ghê 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 ghê. Nếu như trên hình trái tim này mà ha, một nửa có hình cái mặt của tôi với hình nửa hình mặt Sam nữa thì tôi chấm 10 điểm luôn đó. Ủa, cái này
này là mấy ông fan chấm, mày nghĩ sao vậy? Trời, còn tôi nha, là tôi đam mê ăn uống cho nên là tôi quyết định xây một cái món ăn màu đỏ. Đây, tôi đố Sam biết món ăn gì màu đỏ đó. Biết không? Không. Trời ơi, quê. Trời ơi. Ủa, tao không biết quê chi, tao không biết cái bộ. Cái món này á, là bây giờ nha, tôi sẽ xây để cho đỡ mất thời gian của bạn. Thì tôi sẽ xây ra xong rồi tôi sẽ cho các bạn xem nha, ok. Và chuẩn bị 3, 2, 1, xây thôi. Rồi, ok bạn ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã xây xong được cái căn nhà màu đỏ của tôi nè. À không, mới xây xong thôi chứ chưa trang trí nha các bạn nha. Và đây, xin giới thiệu bạn, ngôi nhà màu đỏ của tôi. Đó, mấy ông đã nhận ra con này là con gì chưa? Nhìn từ phía trên mà chưa nhận ra nó chịu luôn đó. Màu đỏ chót luôn nè. Sam ơi, Sam. Hả? Sam, Sam qua nhà Phong, Sam coi nhà Phong hơi bị đẹp luôn nè. Qua đây, thấy gì chưa? Trời ơi, con cua. Gây không, gây không? À, thấy ý tưởng là xuất sắc không? Ủa sao cái gì đầu tiên ông xây là đồ ăn vậy ông Phong? Ủa thì tôi thích đồ ăn thì tôi xây đồ ăn thôi. Đó, tôi xây con cua nè đúng không? Thế tôi sẽ đập hai cái này ra để làm cái miệng của nó, sẵn làm cái cửa luôn. Hợp lý không? Đang xem tự nhiên thèm của hành bé ngang vậy. Ờ, vậy thôi bây giờ nè, nếu như mà mấy bạn chấm cho tôi được cao điểm hơn Sam ở cái nhà này á thì chắc chắn Sammy phải bao tôi ăn một con cua hoàng đế đó các bạn. Đây. Ủa gì vô duyên gì trời ơi. Vậy nó mới hợp lý. Trời ơi. Vậy không ai chấm điểm cho ổng đi mấy bạn ơi, đừng chấm điểm ổng, tự nhiên chấm điểm cho ổng cái tự nhiên tôi mất tiền ngang vậy. Vô duyên. Ok thôi được rồi, bây giờ thì tôi sẽ trang trí cái nhà này, sau chúng ta sẽ review coi nhà ai đẹp hơn nha các bạn nha. Ok, tôi đi trang trí đây. Rồi. Ok bạn ơi, và sau 15 phút xây dựng thì bây giờ mình với Sammy, hai đứa mình đã xây được xong cái ngôi nhà màu đỏ của hai đứa mình rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review nha. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, tôi đang rồi, ok. Và đây, xin giới thiệu bạn, ngôi nhà của tôi, ngôi nhà màu đỏ. Đây, một ngôi nhà được lấy ý tưởng từ một món ăn rất là nhiều bạn nhỏ thích, đó chính là món cua. Cái món này á, cái món này á là con nít hay người lớn gì cũng thích hết trơn á, tại cái con này nó đắt tiền mà ăn nó ngon, mày hiểu không mày? Rồi đây nè, cái nhà của tôi á, khi mà Sammy vô nhà tôi nha, Sammy thấy chỗ này có cái cửa màu đỏ nè, rồi đi vô. Trời ơi, cái gì vậy? Ngoài là con cua, bên trong là con tôm hả? Đúng rồi, ở trong nhà này á là ăn đồ ăn cũng màu đỏ luôn, sao hiểu không? Đây, bên này á là nhà bếp của bọn tôi nè, thì nhà bếp á thì tôi có trang trí một vài con tôm hùm mấy bạn ơi đó, để bọn tôi ăn tôm hùm, mấy bạn hiểu không? Đấy. Ở bên này thì sẽ là giường ngủ của tôi đó, tôi sẽ vào hôm nay xong để tôi đi ngủ. Ủa, ăn xong lăn ra ngủ luôn á, sao tiện lợi chứ vậy? Đúng rồi, mình ăn xong mình vô mình ngủ luôn, tại nhà béo quá cho nên là không có xây phòng ngủ được, hiểu không? Ngay cả toilet xây còn không được, để toilet bên này luôn nè. Ủa, cái gì để toilet trong phòng ngủ vậy không có nổi? Trời ơi trời. Thì bây giờ nhà nhỏ quá chỉ có xây được ở chỗ này thôi chứ còn chỗ nào khác nữa. Để toilet bên này nè, đó, này bên này để rửa mặt nè, còn cái này sao mới biết là gì không? Này là nước mình tắm. Trời ơi, lấy tương ớt tắm hả? Không rồi. Phải, cái này là nước hoa hồng, hiểu không? Nó màu đỏ, mình nhảy xuống đây mình tắm, hiểu không? Đấy. Ở trên này có vòi nước cái nè, đó mình bật vòi nước lên mình tắm. Trời ơi, cái gì mà thấy tôi thấy ăn xong ra tắm, xong lăn ra ngủ, giống như nuôi heo vậy. Trời ơi trời. Cái gì nuôi heo mà nói gì kỳ cục vậy? Cái nhà người ta sáng tạo vậy mà kêu nhà nuôi heo mà. Ok. Đấy, nói chung là đây là nhà của tôi á bạn. Các bạn thấy nhà tôi như thế nào bình luận xuống cho tôi biết nha. Còn bây giờ tới lượt nhà Sam nè, để coi nhà Sam coi. Wow. Nhà tôi là dành cho bằng fan thì không đó, hay tình yêu, nhìn cái nó biết tình yêu yêu thương dành cho các bạn rồi đó. Ngoài này là để ngắm cảnh, thấy không? Mình ngắm view đồ á thì view đẹp thôi. Mình ngồi đây để mình ngắm cảnh hả? Ok, đó, được. Hôm nay cái nhà trái tim này vô là ưng ý liền đó, xung quanh là toàn táo đỏ, màu đỏ liên quan đến táo. Ủa sao nhà bà không chay vậy? Tính là nhà của tôi là tôi ăn thịt tôm, là tôi ăn mặn, nhà bà là bà không chay vậy? Tôi ăn này mà ốm mới xinh đẹp nhông, ăn nhông mập lù à nè nè nè, bà đừng có nói tôi mập nha, ăn hải sản không có mập nha. Ok, để vô nhà bà coi coi. Vô đây có giường ngủ, có sách nè, bây giờ lên đây chán có đọc Doraemon nè đó, hay chưa? Tôi nghĩ đã ăn heo sống ăn heo thì không? Trời ơi, ông làm sao ông thành heo chứ? Tôi là rồi nhà bà không có phòng tắm, phòng của tôi là có toilet, phòng tắm, phòng ngủ, phòng bếp đàng hoàng đầy đủ, phải không? Còn bà là không là không có toilet nè. Ủa, chỗ tôi là chỗ tới chi chiêu, chỗ tới chơi, vậy không? Lúc nào muốn chán có gì nhà tắm chứ cần gì phải làm trong này, đúng không? Ok, vậy là coi như Sam là Sam nói là Sam có hai cái nhà, một cái nhà có toilet, còn nhà này là chỉ để đến ở không cần toilet, đúng không? Đúng rồi, toilet
được á trời. Ờ cũng được mà tại nhà nhiều cây mà mỗi lần mắc toilet thì mình chạy trong bụi cây. Vô duyên trời ơi đồ, nó nhà tôi là để đẹp phải không? Đẹp. Ok bạn ơi, vậy là đây là nhà của Sam nè, là hình trái tim thế này nè, còn nhà của tôi là hình cái con cua nè đó. Thì mấy bạn chấm điểm nhà của tôi, nhà Sam, bạn chấm coi nhà ai đẹp hơn thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Mình có cách này chấm điểm cho bạn hay nè, mấy bạn chỉ cần comment cái tên game, sau đó bạn ghi là Phong bao nhiêu điểm, Sam bao nhiêu điểm là được nha. Ví dụ như là Minecraft Phong 10 điểm, Sam 1 điểm đó, như thế. Ok rồi, mấy bạn nhớ chấm điểm cho tôi nha. Còn bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong màu đỏ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game tiếp theo và đến với màu tiếp theo nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi, và bây giờ thì chúng ta đã cùng nhau đến với một tựa game tiếp theo có tên là Play Together đó, Play Together nha bạn. Đọc vậy cho nó điều điều á. Ok thì chúng ta sẽ mặc màu gì giờ ta? Hồi nãy là có màu đỏ nè, màu hồng với màu tím nè. Ủa mà cái bà Sam đâu rồi? Ủa Sam ơi. Ủa? Ơi trời. Trời ơi. Ai đây? Ai đây? Tôi không nhận ra ai luôn á. Bạn ơi, bạn biết Phong Cận ở đâu không vậy? Sao bạn vô nhà Phong Cận gì kỳ vậy? Ê, tôi là Phong Cận nè, bà nói gì vậy? Bà quay mặt ra đằng trước cho mấy bạn nhìn mặt bà coi, bà có quay đằng sau hoài vậy? Cái gì? Ông là Phong Cận hả? Đúng rồi. Mắc cười dễ sợ luôn à, trời ơi, mà ông phèn vậy luôn á Phong. Phèn cái gì mà phèn? Chẳng qua tôi chưa thay đồ thôi. Ủa mà sao chưa gì, Sammy đã chọn màu tím rồi. Hồi nãy là còn màu hồng với màu tím nè, là Sammy chọn màu tím luôn đúng không? Đúng rồi, màu tím ở trong đây tôi rất là đẹp thấy người không? Ok, bây giờ nhường Sam luôn. Đội nguyên cái mũ hình cái cuộn phim lên trên đầu luôn ha. Mà bộ đồ màu tím nhìn slay dữ vậy ta. Cái áo này tôi cá chắc là cái áo này là giống như là cái gì ta gọi là cái gì, cái khí khăn trải bàn ở nhà tôi nè, nó cũng cho giống. Ủa, giống vậy. Ủa vô duyên, áo là áo người ta hay mặc fashion thời trang người ta mới mua hiểu không? Yeah. Trời ơi, đây fashion nè. Nhắc tiền nè, đó. Fashion nè. Coi nè, fashion phải như tôi nè, chỉnh cho người cơ bắp lên. Đó, sau đó tôi sẽ đội cái nón vô nè. Không cái tóc chứ không phải cái nón nhầm. Đây, tôi mới mua một bộ đồ. Đây, khoe cho bà coi. Trời ơi, cái gì? Lâu lâu còn thiếu thêm cái mắt kính nữa. Đấy, ngầu chưa? Trời ơi, trời cặp đôi đấy hả? Trời ơi, tôi là trời ơi, cứ kiểu là một quý bà, ông là nhìn thấy chúa hề không? Chúa hề cái gì? Chứ sao nói mà ông fan là đồ bộ ai đẹp hơn đi. Trời, trời ơi, chắc là bộ mấy bạn đồ. À, mấy bạn nhìn thấy bộ đồ màu tím của tôi với bộ đồ màu tím của Sam, bộ đồ nào đẹp hơn thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Hồi nãy xém nữa tôi nói nhầm là bộ nào mập hơn sao mà. Bạn thấy bộ nào đẹp hơn để bạn chấm điểm xuống bên dưới tôi biết nha. Tôi riêng tôi thấy cái bộ tôi nhìn nó trẻ trung năng động hơn cái bộ của Sam nhiều. Những cái bộ Sam khác gì là cái khăn trải bàn ở nhà tôi đâu đó, nhìn nó già ấy không đó. Vô duyên gì. Ok bây giờ nhé, để cho công bằng hơn nè bạn, thì á mấy bạn chấm điểm xong rồi đúng không? Ở trong Play Together, cái hay nhất của game Play Together gì đó chính là câu cá. Bây giờ tôi với Sammy sẽ solo với nhau xem coi ai câu được con cá bự hơn để cộng cho người đó thêm một điểm, chịu không? Trời ok, chơi luôn. Tuy chơi luôn. Tôi không biết câu cá nhưng mà tôi chắc em có thể câu được. Tính ra là câu cá thì ai cũng câu được thôi, thả cần câu xuống là được thôi chứ có gì đâu. Đây bây giờ á mình ra bên ngoài biển mình câu nha Sam nè. Ra đây bà đâu rồi? Đây rồi, tôi rồi, đây. Ok, đây lấy cần câu nè. Cần câu của tôi là có cần câu xịn luôn nha Sam ơi. Cần câu vàng. Ui, cần câu vàng không hay vậy? Trời đúng ơi, rồi. Cho ông cái cần câu của tôi. Cần câu tôi cũng hơi bị xịn đó nha, đừng có đùa. Sammy cần câu mà tôi xài là cần câu nhánh cây. Sammy mà xài cần câu cùi bắp là coi như câu cá bé hơn tôi rồi. Đây coi nè, tôi sẽ câu trước. Oh no, trời ơi, nó ra cái bóng bé tí tẹo à. Chỉ được một bóng duy nhất thôi nha. Câu hụt là thua luôn nha, được không? Ok, mà mình biết okay. Câu sao nữa trời. Đây, câu này, dính đi. Dính, rồi, dính rồi nha. Để coi con gì đây. Ồ, con cá thu 21cm. Hơi ít, lại đến lượt Sam á. Không chưa xuống. Sam ơi. Ủa, nó kéo xuống là mình di lên hả? Chừng nào ông chỉ tôi với, tôi quên cái câu cá rồi. Khi nào con cá nó kéo cái cần câu của Sam xuống, Sam bấm lên là được. Okay, cứ ngồi đợi canh đi. Hình như là Sam dính câu rồi đúng không? Rồi, Sammy câu dính con gì đây? Ủa, cũng là cá thu luôn hả? Cá đại ti dương nơi mốt xăng. À, vậy là con cá của Sam với con cá của tôi là... Ủa gì, con cá của Sam là bao nhiêu cm? Tôi 21cm nè. Tôi 51cm. Cái gì? Xạo, đâu mà bấm cái nút 2 coi, để tôi coi nó đúng không? Khoe hả? Khoe đó. Rồi, bà bấm cái 2 coi. Cái gì? Trời ơi, con cá này mà 51cm á, có điêu quá vậy trời. Trời ơi, tôi thua Sam rồi mấy ông ơi. Trời ơi, cái con cá bé tí tẹo đó mà 51cm, không tin được luôn á.
Rồi, thôi không sao không sao, coi như là Sammy được cộng thêm một điểm ở bên Play Together nha bạn nha. Mấy bạn chấm coi bộ đồ của tôi, bộ đồ Sam ai đẹp hơn nha bạn. Rồi, okay. Bây giờ chúng ta còn một màu cuối cùng, đó chính là màu hồng. Chúng ta cùng nhau đến với tựa game có màu hồng nào, let's go. Rồi, ok bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game tiếp theo của cái màu cuối cùng, đó chính là màu hồng nha mấy ông. Thì tựa game của chúng ta sẽ là tựa game Roblox. Nói gì? Nhỏ nhỏ thôi, tôi đang ru em bé ngủ mà. Ủa vậy? Ủa bà kiếm đâu ra cái em bé baby màu hồng luôn vậy Sam, hay quá vậy? Trời ơi, đây là em bé búp bê của tôi đó, dễ thương. Trời ơi, màu hồng luôn. Tụi mình vô đây để sử dụng màu hồng đúng không? Nè em bé. Đúng nè, rồi. Bây giờ á, nhiệm vụ của Phong với Sam á, khi mà vào trong Roblox á, đó chính là chúng ta cần phải thay một bộ đồ màu hồng và sau đó tìm những cái đồ màu hồng để chúng ta sử dụng ở trong game, Sam hiểu không? Yeah. Màu hồng mà. Đúng rồi, okay. Đây, bây giờ nha, tôi với Sammy là ba la hồ biến cái là bộ đồ của tôi biến thành là màu hồng luôn nha mấy ông. Và sau đó mấy ông hãy chấm okay. điểm chơi, coi là tôi với Sam ai đẹp hơn nha. Chuẩn bị nè, 3, 2, 1, biến hình. Hey, ôi, chết, nhầm, trời ơi, chết rồi. Xin lỗi, tôi chọn nhầm bộ đồ. Trời ơi, tôi chọn chung cái bộ đồ gì kỳ quá bạn ơi. Trời, không được, được. Nhầm nó có tôi mà, xin lỗi, lại, 3, 2, 1, biến hình. Chiêu. Đây mới chính là bộ đồ hồng của tôi nè mấy ông ơi. Xịn xò con bò cười chưa? Đấy. Ủa, rồi. Cái gì vậy? Còn tôi đẹp hơn ông nhiều, nhìn nè, thấy sao? Tôi trời ơi, sao mà so sánh được? Tôi là con trai, bà là con gái mà sao so sánh được? Sam nhìn đây. Xin giới thiệu Sam, bộ đồ của tôi nha là có một cái yếm màu hồng nè, bên dưới quần của tôi sẽ là cái quần Hello Kitty màu hồng, thấy không? Trời ơi. Chết. Quên thay đôi giày, sai, đây, có đôi giày màu hồng, đây. Ủa, đôi giày bự vậy, không phải ông, ông mang đôi dép cấp mập xong nhét thêm cái đôi giày con dết vô là nó thành giày đó, hiểu không? Trời ơi, có đôi giày nó bự y như là cái chiếc thuyền luôn bạn ơi, ok không sao, đó. Mang cái thuyền, em mang cái giày vậy? Ở sau lưng của tôi là có một con gấu màu hồng, ba lô gấu màu hồng nè, và trước mặt tôi là một bé heo thú cưng đang bay trên vai của tôi, thấy không? Đó. Còn tôi nè, Sammy cung chúa màu hồng nè, phiên bản gọi là quý cô nè, đó, cùng với tay yêu tinh nè, đẹp chưa? Cũng xinh, đây. Nhưng mà khoan đã, ra ngoài đây Sam ơi, không chỉ có bộ đồ màu hồng đâu nha, ở đây Phong còn có thêm cái này nữa nè, rất là nhiều đồ vật phẩm màu hồng luôn. Đâu ta, để kiếm có cái gì xịn xịn khoe cho Sam coi nè. Đây, Sammy nhìn nè, nguyên cái bánh kem màu hồng luôn, thấy không? Sammy có nhiều đồ màu hồng như tôi không? Sam có đồ gì màu hồng khoe coi nè, có không? Tôi hả? Tôi có chứ, trời ơi, đồ tôi đầy à, từ bình tĩnh chờ xíu đâu không đúng không? Đây, có gì màu hồng mà đẹp ta? Đó, đây cái đôi cánh nè, úi rồi ôi, tôi có đôi cánh nè, cánh bay. Trời ơi, có mỗi cái cánh thôi mà cũng bị đặt khoe. Đây, Phong có cái này xịn hơn. Đây, còn một cái xe máy màu hồng. Trời ơi, ông chơi vậy luôn ông nội. Đó, Phong có xe màu hồng luôn nè. Sam có xe nào màu hồng giống Phong không? Xe hả? Trời ơi, xe tôi có chứ bộ. Tưởng tượng không phải xe, tôi không có xe. Đây từ tôi coi có xe gì không? Xe màu hồng đúng không? Đúng. Ủa, ơi, ơi, cái gì vậy? Ủa, cái gì đây? Ông có xe tôi không? Tôi là xe chở kem đó ông nội. Cái gì vậy? Bà mặc váy mà bà chạy xe chở kem mà nguyên cái cây kem màu hồng ở phía trên. Trời, kem tới đây đó. Trời ơi, ui tối luôn rồi, tối luôn rồi. Chưa. Ui hình như là trời gần tối luôn rồi Sam ơi. Trời ơi. Ok, nói chung là đồ của Sam cũng xịn đó, nhưng mà khoan từ hôm nay Phong có cái này đặc biệt hơn cho Sam ở trong cái con map Roblox này nè. Đây để xíu. Đây có cái xe đạp màu hồng. Đó. Cái gì vậy? Xe chở hoa. Nhầm, xe này là chạy được có mình Phong thôi, phải chọn cái xe đó chở được thêm Sam nữa. Đây, mặc dù không phải màu hồng nhưng mà nó là một chiếc xe để chở công chúa. Dễ thương. Đúng rồi. Đây, leo lên xe ngựa nè. Rồi, bây giờ nha, đã mặc đồ màu hồng thì có nghĩa là chúng ta đang chính là những gì ta, cặp đôi màu hồng đúng không? Thì bây giờ để coi coi Phong với Sam có hợp nhau hay không. Thì tôi có cái chỗ này hay lắm, ở trong game này hay lắm, để Phong đưa Sam có coi. Có hả? Trời ơi, test tình yêu luôn hả? Có luôn. Có. Đây, test coi coi là Phong với Sam có hợp nhau hay không nè. Biết chỗ nào không? Không. Đây, chở đến cho xem. Đây, kế bên này. Thắng lại. Rồi, ok, xuống. Cái gì vậy? Xuống. Đây. Nhìn giống như là bói và bói tình yêu hả? Đúng rồi, ở trong đây là xem bói đó, để coi Phong với Sam có hợp nhau hay không. Giống kiểu bao nhiêu phần trăm đúng không? Toàn màu hồng luôn, thấy không? Thấy màu hồng chưa? Hồng luôn, okay. Hồng lè, hồng lét luôn. Vô đây. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi vào đây để xem bói. Ngồi vào đây, Sam.
Ngồi vô. Rồi, ngồi ơi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ chọn, ở đây có 3 lá bài nè bạn. Tôi sẽ chọn cho tôi một lá bài nha. Đây, tôi sẽ chọn lá bài ở giữa đi. Và để xem coi tôi với Sammy có hợp nhau hay không. Đây, chọn 3 lá bài. Hey, mở ra. Hợp nhau Sam ơi. Tôi với Sam hợp nhau nè. Trời luôn nè. Đó, thấy không, thấy không? Bắn tim cái kiểu luôn đó. Có nghĩa là tôi với Sam là hợp nhau đó. Thích dữ vậy. Trời ơi, mà khoan từ. Sao mà trái tim nó dính vô có mỗi mình tôi vậy? Cái này phải coi cả Sam nữa. Sam ngồi lên đi để coi Sam có hợp với tôi không. Rồi, ok, thấy hiện lên chữ gì không? Rồi, ok, tôi lật hết trơn hả? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Nó hiện chữ E hay gì, bấm, rồi bấm vô. Rồi, bấm vô, bấm vô, bấm vô. Rồi, có không? Bắn tim luôn. Đấy không? Vậy là hợp nhau rồi đó. Vậy là hợp nhau rồi đó. Bắn tim rồi đó, hai rồi bắn. Bắn tim phèo phèo mấy bạn ơi. Bắn tim của trời luôn. Bắn tim phèo phèo luôn. Cái gì mà này. Rồi, ok bạn ơi, vậy là coi như trong ngày hôm nay tôi đã cùng với Sammy, hai đứa tôi đã thực hiện xong gì ta, game một màu trong ba tựa game, đó chính là Minecraft, Roblox và Play Together đó, màu hồng, màu tím và màu đỏ. Hy vọng rằng lần sau bọn tôi sẽ tìm được cái màu nào đó nó dễ hơn mấy ông ơi, mấy cái màu này hơi bị khó tìm luôn nha, tốn tiền để mua thật sự luôn á. Ok, và nếu như mà mấy bạn nào mà thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha bạn nha. Và mấy bạn muốn trong những video sau bọn mình sẽ chơi game gì một màu, để comment mình xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. À mà quên, nhớ chấm điểm cho tôi ba tựa game là tôi được bao nhiêu điểm, Minecraft bao nhiêu điểm, Play Together bao nhiêu điểm và Roblox được bao nhiêu điểm nha. Nhớ chấm cho Sam nha, để coi tôi với Sam fan ai đông hơn nè. Ok, coi vậy thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.